Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm lên mấy tiệc mới nha các bạn. Thì nhiệm vụ của nó khá là dễ so với những cái nhiệm vụ còn lại các bạn. Thì là nó yêu cầu là các bạn phải kiếm được 500.000 coin các bạn. Ngoài ra thì các bạn phải chơi trong game được 1 tiếng nữa thì các bạn sẽ đổ được cái vật phẩm này nhá. Thì nói chung là cái item lần này nó khá là dễ so với những cái item lần trước của cái game này các bạn. Tại vì cái game này hiện tại nó đang vẫn còn tới 6 cái vật phẩm limited luôn các bạn. Tại vì những cái nhiệm vụ của những item lần trước nó khá là khó luôn, nên là nó còn rất là nhiều các bạn. Thì cái item lần này á, thì mình bỏ ra tầm 2 giờ các bạn. Mình bỏ ra tầm 2 giờ mình treo á, thì mình đã claim được cái vật phẩm này luôn các bạn. Thì tại vì hiện tại cái con ong mà cấp cao nhất của mình á, là cấp 5 các bạn. Thì cấp 5 mà các bạn treo 2 tiếng là các bạn đã lấy được rồi nhá. Thì nếu mà bạn nào mà muốn lấy nhanh á, thì có thể là tầm 1 tiếng hơn, trong là các bạn vừa chơi và vừa treo, thì mình nghĩ là sẽ lấy sớm thôi các bạn. Thì nó khá là dễ, nên là nếu mà bạn nào muốn lấy thì có thể vào chơi và lấy nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.